đành ngàn than thù. Qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Anh có việc cần em hỗ trợ. Anh sẽ có thù lao hậu hỷ cho em. Em sẽ không từ chối đâu. Nếu như anh cảm thấy thật sự cần em. Mà có chuyện gì vậy anh? Em giới thiệu cho anh gặp một người làm trong giới bảo kê được không? Anh định giở trò điều tra em phải không? Không, anh nói thẳng luôn, đó là vì anh muốn thuê giang hồ để thực hiện một phi vụ trả thù. Mà anh Nhắm có đủ bản lĩnh để chơi với tụi giang hồ không vậy? Vô vô, ngủ đi em. Thằng Cường này hả? Dư sức. Anh Hùng, anh về quê công tác hay là thăm quê? Tôi về thăm quê chứ không phải để chơi, mà có công việc phải xử lý, không thể chậm trễ trì hoãn. Việc gì mà anh Hùng nói nghe bí hiểm quá vậy? Tôi vừa ở huyện về, nắm cái tình hình ô nhiễm do nạn phá rừng ở đầu nguồn và xây cất nhà máy sơ chế không có đảm bảo theo quy trình. Như vậy chế quy làm trưởng thôn ở đây, anh có nhận được những phản ánh của bà con hay không? Có, nhưng mọi người thấy đó, bà con mình còn phản ứng theo cảm tính lắm.
Tôi á thì thấy cần đúc kết, đánh giá một cách thận trọng và khoa học nữa. Tại vì Hùng đi học nên chưa nắm sát thực tế đâu, phức tạp lắm. Tôi á đang nghiên cứu để nắm cái sự phức tạp đó. Là do đâu, do ai? Mà nè, Quy có đọc những báo cáo của anh Châu Sơn không? Châu Sơn là người ở trong thôn nên chắc chắn nắm sát được cái tình hình thực tế. Anh Hùng, nếu như anh gặp phải một nhóm người kết bè kết cánh thì anh sẽ đối phó ra sao? Một mình tôi làm sao đủ sức? Tôi biết là bản chất của chí Quy không xấu, nhưng mà suy nghĩ vẫn còn rất nông nổi. Anh đó, chưa nghĩ hết về hậu quả sâu xa đâu. Tôi khuyên Quy á, hãy can đảm mà dứt ra những mối quan hệ phức tạp đó trước khi quá muộn. Nói ít á, mong hiểu nhiều. Tôi nghĩ á, là Quy không cần tôi phải nói rõ ra chứ, đúng không? Trời ơi, núi không còn miếng nào đó. Anh, sao vậy nè? Đây nè. Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Em hỏi anh chi vậy? Buồn quá, đi nhậu xả xui được không? Thôi anh vô nhà tắm rửa đi. Mà việc gì khiến anh bực bội quá vậy? Tôi buồn thằng con trai của bà chứ ai. Anh nói cái gì kỳ vậy? Anh nói gì mà nghe được hả? Nó không phải là con anh sao? Bà đừng có lèm bẹp. Hiện tại nó lên rừng á, nó làm loạn ở trên đó đó. Chính quyền người ta để ý. Đã vậy còn ngu nữa. Nói cái gì cũng cãi, nói cái gì cũng cãi. Mẹ nó, đi tìm kho báu không lo, suốt ngày chỉ tranh đấu ba cái tình cảm dứa dẫn. Là Bạch Tuyết phải không anh? Em chỉ nghe con nó nói, nó thương Bạch Tuyết đó, lại còn dẫn nó theo lên rừng nữa. Vậy mà cuối cùng con nhỏ đó lại chạy theo Châu Chế Hùng. Thiệt là công anh xúc tép nuôi cò mà. Tép cái gì? Cò cái gì? Nói trật mà cũng nói. Cái này á gọi là thả mồi bắt bóng. Giang sờ sờ trước mắt á mà chê. Đi ghen bóng ghen cho với con nhỏ đó, đâu với cái thằng Châu Chế Hùng. Anh à, chuyện đâu còn có đó mà. Cái kho báu á vẫn nằm yên trên đó chờ anh lên mà. Không ai rớ đến đâu mà anh sợ mất. Ông bà xưa người ta thường nói, dục tốc là bất đạt. Chuyện gì cũng phải từ từ mà tính. Mà em thấy làm sao á? Cả hai cha con anh á, ai cũng đều như khùng khùng sao á. Khùng nặng lắm luôn á.
Nè nè, tôi nói cho bà biết nha, bà nói câu đó là nặng lắm nha. Bà nói cho đàng hoàng nghe không? Anh á, ngồi ở nhà hưởng thụ không muốn, tự dưng à lại kéo lên rừng hết à. Chịu đói chịu khát. Thiệt đấy, em nể thiệt luôn á. Đúng là đàn bà, suy nghĩ cái chuyện trước mắt không à, mà không nghĩ tới cái chuyện tương lai. Tương lai là cái gì? Công ty của thằng Cường á cũng đâu phải là nhỏ, lợi nhuận từ đó đủ cho cả nhà mình an nhàn suốt đời rồi. Anh còn đòi cái gì nữa? Một khi anh tìm được kho báu, anh sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Nếu anh mà khám phá được kho báu khổng lồ đó, anh sẽ là một huyền thoại. Anh á, có cái bệnh háo danh từ hồi nào vậy? Thôi, bây giờ tốt nhất á, bà đi ra đằng sau bếp cho tôi. Đọc sách hay coi tivi gì đó, muốn làm cái gì thì làm, đừng bàn tới kho báu đi nữa. Nói chuyện bà mệt quá. Ừ, là ông nói đó nghe. Từ giờ á, tôi sẽ làm cái gì tôi thích. Mặt xác cha con nhà ông, ông cứ chờ đó đi. Con chào già. Chào cơm riêng. May quá, có chồng chơi Hùng đây rồi. Dạ. Tình hình buồn mình gần đây là cô gái xinh xinh hôm nọ đâu rồi? Dạ, cổ đã về Sài Gòn rồi ông. Ráng mà giữ nghe, đừng để em nó một mình. Thằng Cường nó ác lắm được. Sau khi hai đứa đi khỏi, nó đã đốt trôi canh liệu của cô gái để trút dân. Dạ không sao đâu già, chuyện đó thì con đã có đề phòng rồi già. Tốt. Bây giờ là chuyện của bố mình. Ngồi xuống đi. Dạ dạ, con cảm ơn cha. Giải quy là hèn, để từ từ giải quyết chứ gì. Thiệt á, là không hiểu cả trực trường thôn để làm cái gì. Cam Ri á, đừng có hối chí như vậy. Bởi vì á, cuối cùng thì Chế Quy cũng đã chấp nhận ý kiến của con là sử dụng giải pháp về pháp lý đối với vấn đề ô nhiễm. Chúng ta sẽ gom tài liệu rồi chứng cứ để trình lên Hội đồng Nhân dân để báo động, yêu cầu xử lý cái vấn đề ô nhiễm một cách dứt điểm theo một cái thời hạn rõ ràng. Thật vậy sao? Đúng là phải có Châu Chế Hùng thì công việc mới xong được. Dạ, nói quá lời rồi. Con á, là người của buôn làng, con phải có trách nhiệm với buôn làng của mình chứ. Chị Hùng mau lẹ thiệt, tôi mới nghĩ ra cách, chưa kịp thực hiện chị Hùng đã danh mất rồi. Anh đừng lo, giải pháp độc chiêu của anh vẫn còn tác dụng mà. Nơi nào pháp lý chưa rơi tới thì mình cứ áp dụng liệu pháp cái gen option giúp ba con. Ủa, cái giải pháp ốc sên đó, cái gì mà sao nghe lạ vậy? Đại khái đó là tìm giải pháp để tìm cách sống chung. Dạ. Nếu vậy á thì anh Châu Sơn cùng với Sari nè, áp dụng cái giải pháp ốc sên đó đi, rồi sống chung với nhau nữa. Chứ chẳng lẽ sống cô độc hoài vậy sao anh Châu Sơn? Khi nào mà việc ô nhiễm môi trường dứt điểm xong á, Châu Sơn sẽ xin tổ chức sống chung. Thôi, bây giờ Sari phải xuống dưới quyền. Không biết Thiên Lộc và Thu Hà đã chữa bệnh cho mẹ con ma rừng ra sao rồi. Để anh đi với Sari nha. Không cần đâu, anh Châu Sơn phải ở đây cùng với Chế Hùng lo giải quyết ô nhiễm nguồn suối cho dân bản. Sari tự đi một mình được mà. Nếu vậy thì cũng được.
Sari á, hãy giúp cho đôi bạn trẻ đó, rồi giúp dân bản trong buôn làng của mình xóa bỏ những cái tập tục xấu đó đi. Cái tập tục lạc hậu còn sót lại ở một vài buôn ở trong tinh rừng sâu. Dạ. Họ tìm ma rừng nhập vào ai đó nên phải giết đi. Thành thành đối với người dân tộc chúng ta, ai mà không tin? Nhưng tin vào thần thánh để làm điều thiện, chứ ai lại tin vào ma để ra tay sát nhân? Thôi Sari, đi gặp gặp cái chân đi. Dạ. Con chào gia, con chào anh Chi. Sari, lại đây Camry nói nè. Bây giờ đó, Sari yên tâm mà đi nha. Ở đây đó, Camry sẽ lấy dây thừng buộc Châu Sơn lại. Châu Sơn sẽ không bao giờ đi với cô gái khác được đâu. Con chào dạ con đi à. Em chào anh. Ừ. Dạ. Vậy con xin phép dạ, con cũng đi nha. Dạ, chào cả nhà con đi luôn. Chào Sari sớm. Ủa, anh Chê Hùng, không phải anh đi cùng anh Châu Sơn sao? À, không, tôi tưởng là Châu Sơn đi xuống huyện với Sari rồi chứ. Dạ không, Sari đi một mình thôi à, nói rồi mà. À, tôi hiểu vì sao mà Sari muốn anh Châu Sơn ở lại với tôi rồi đó nữa. Anh Châu Sơn phải ở lại để giúp anh Chê Hùng lo giải quyết ô nhiễm nguồn suối mà. Không có phải. Không phải là Sari muốn đẩy nhanh tiến độ xin tổ chức sống chung với anh Châu Sơn đúng không? Anh này. Ủa, Chê Hùng, Chê Hùng. Ủa, anh Châu Sơn, bây giờ phải làm sao đây? Với cương vị là người của phòng lâm nghiệp, Châu Sơn phải giải quyết gấp rút chuyện này, không thể đợi chờ quý được nữa. Ừ, nhưng mà trước mắt á, tôi có một chút việc riêng phải làm trước. Chờ tôi xong việc cái đã, tôi sẽ cùng chế quy đi ra suối xem tình hình như thế nào đã. Ừ, chị Hùng lo xong công việc rồi lên sớm nha. Ông Châu Chiệp và bà con đang bức xúc lắm rồi, không thể nào chịu nổi một ngày nào nữa. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, gặp sao hả? Ừ. Anh Lộc. Ủa? Ủa, sao có mình anh ở đây vậy? Còn anh Tiến đâu rồi? Anh Tiến, anh về Sài Gòn rồi. Ở giữa đường á, có một chút chuyện anh về anh giải quyết. Ừ. Xong việc á, anh sẽ quay lên liền để tìm mình. Ờ, còn hai mẹ con của cổ sao rồi anh? Ừ. Cũng khỏe nhiều rồi. Ừ. Ủa, em mua gì nhiều vậy? Dạ, là đồ ăn đó. Có cả những món mà anh thích ăn nữa. Phải không đó? Em mà biết anh thích ăn món gì sao? Em, sao tự nhiên giận anh vậy? Mua cho anh ăn mà anh còn. Thôi, anh xin lỗi. Đừng có giận anh nha. Bây giờ em mua cái gì anh cũng thích hết. Chịu chưa? Cũng biết nịnh quá ha. Thank you.
này, người này là ai? Sao lại có mái tóc màu xanh vậy? Hay là người này chết rồi? Mình phải về báo cho gia châu chiếc biết ngay mới được. Chết rồi, tự nhiên mình lại mua bánh canh. Anh em ăn chưa? Dạ rồi, anh ăn lẹ đi cho nóng. Em xin lỗi, em đã làm cho anh nhớ tới mẹ của anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Anh không sao đâu, bánh canh ngon mà. Nhưng anh nói á, cái gì mẹ mua cho anh á, anh cũng đều thích hết. Không lẽ anh vừa nói xong, bây giờ anh làm ngược lại được? Đành ngàn tháng đầu qua bao mùa bao giông, sáng sớ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận, sao kiếp người vương mơ. Hỡi nhân thế, bởi vì đâu, vì đó gian dối lòng nhau, gieo bao nỗi đau. Khi đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế, xin người sống yên bình là kho báu.